Dự trữ cái mình bỏ tủ lạnh là không ngon đâu. Vô rồi. Cú chài quá đã cả nhà ơi. Ui, tự tung rồi. Cá tung dữ rồi. Kéo lên hết nổi gì vậy? Cảm ơn cả nhà đến với channel của mình nha. Hôm nay nhà mình đi chài cá nha cả nhà. Kiếm cá ăn bữa chiều nay cả nhà ơi. Mong cả nhà ủng hộ kênh nhiều nha, để mình có tiền mình mua cho tặng cho em gái một cái chài mới cả nhà ơi. Chài này cũng cũ lắm rồi. Mình dự định sẽ mua cây chài to hơn. Chài to hơn là mất tầm cỡ 30 đô cả nhà. Chài hôm trước mua 20 đô. Hy vọng lần này mình rảnh tiền từ Google sẽ có tiền để mua cây chài mới. Đây mình qua cái con kênh bên này cả nhà. Bên này có cái ao. Dầm khổng lồ. Cầm cái dầm cái mỗi tay. Miền Tây mình rất là nhiều sông nước nha cả nhà. Kênh gạch chằng chịt. Ở đây đa số lớn nhỏ đều biết bơi hết cả nhà ơi. Giờ đang mùa hè, thời tiết rất là oi bức. Rồi, đến bờ cả nhà ơi. Gai đây nè, có cái đưa lên nè. Lên trên này nè. Đây nè. Thấy không? Rồi, hành trình đi kiếm bữa ăn cho bữa chiều nay bắt đầu cả nhà ơi. Mình cũng tập chài cũng được hơi gành này, chưa được giỏi lắm. Hả? Dạ, nhóc chân kìa. Bên này nè, bên này nè, bên này nè, bắt chài sẵn đi. Cái chỗ 10 lần của mình đó. Ừ. Với mà lưới này cũng cách nhiều à. Nhanh quá ha. Đợt này lãnh tiền mua tặng cho em cái chài khác. Em nhớ mới đó à. Bây giờ nó cũ không? Đợt này mình mới đủ tiền nha cả nhà. Rồi chỗ này đây coi. Mấy lấy vừa sụ mà chài sao nó bật lên được kia không? Chà chắc không được bung ra được đâu. Rồi bắt đầu nha cả nhà. Biết lắm rồi, đóng khả năng dính lá dừa. Hy vọng con kiếm vài con. Nâng tăng không? Ờ, vậy là em. Có hả? Rồi. Chờ kết quả nha cả nhà ơi. Chắc mấy cái này ở dưới quá. Có cá hả? Ừ, cá sặc kìa, anh thấy cá sặc kìa. Ồ, vậy cũng có cá đó nha. Cá sặc. Cá thác lát luôn. Con nó nhỏ mình thả lại cho nó lớn nữa nha. Cái này to mình làm chả.
to đúng không? Chưa đâu, sặc nó còn to dữ lắm. Nhưng mà thịt không ngon. Ừ, thua cái sặc mà cái cây sặc mình cái bằng điệp đó. Sặc bốm, sặc điệp hả? Bỏ vô xô lấy hên kìa. Một con cả nhà ơi. Con phi đó nướng ăn được rồi đó. Ừ, cái nó nấu nu. Thả luôn đi. Đổ gốc chài khác nha cả nhà. Ừ, mình nói là mà có khả năng. Ồ, chạy quá hay. Từ từ cho nó chìm. Cái sặc nè. Cái sặc này mình muối chiên cũng ngon cả nhà. Cái sặc này cái sặc mình nè. Cái sặc đó cái sặc mình á. Sặc mình ăn được. Cà tiêu cũng được. Kiểu này chiều nay mình ăn khô quẹt rồi cả nhà. Khô quẹt thiệt. Bữa nay cá nhỏ nhỏ không, qua lần mình đi chài cá toàn cá to không à. Đây nè, ăn cá tí tẹo tẹo mà. Cái đó tha lại cho nó lớn. Ốc cá nó ốc không? Đi chài cá này cũng có lúc hên có xui nghe cái nha. Không, chỗ này em thấy ít khi nào. Bữa nào mình may mắn thì cá nó nhiều lắm. Cái chài chừng 2 3 cá chài là mình đủ ăn. Còn bữa nào không may mắn thì thôi rồi, toàn cá tí tí không. Mạnh mạnh ở ngoài, đôi khi có ngoài. Bóng mát nữa. Rồi, êm rồi đó. Chờ thôi. Sặc á, nhìn qua nước cái sặc. Sặc phóng xuống mò giờ mò có quyển. Sặc nữa anh ơi. Bữa nay số ăn cá sặc cái gì à? Sặc luôn. Con này to hơn con hồi nãy. Quá trời lá luôn. Ồ con này to nha. Ba con này là chiên thoải mái. Mình chiên sức trà hoặc là mình nướng muối ớt cũng được cả nhà. Ồ, to bằng bàn tay mình luôn. Rồi, chai nữa không? Lá không. Ồ, cung kinh chai nha cả nhà. Chờ thành quả của cá to không đây. Hồi hộp quá. Thoát cảnh khô quạt rồi. Bây giờ mình sẽ lên lấy vào cá chiên. Đủ ăn nghỉ rồi cả nhà ơi. Mình một buổi mình ăn tới đâu mình chài tới đó cả nhà. Chứ mình không để mà dự trữ cái mình bỏ tủ lạnh là không ngon đâu. Vô rồi vô rồi. Cú chài quá đã cả nhà ơi. Ui ui tự tung rồi. Cá tung dữ rồi. Kéo lên thấy nổi gì vậy? Rồi kịch mạnh lên, kịch mạnh lên. Mạnh lên rồi. Cú chài quá hay. Ba con, bốn con luôn. Vô bầy luôn cả nhà ơi. Hấp dẫn quá. Sao rồi? Đây. Ồ, có con nó mập nhất à. Quá trời ủ à. Ủ luôn luôn. Quá trời, chiếc này ăn mập luôn rồi cả nhà. Khô quẹt, ai ngờ bữa nay mình ăn. Ôi, nghỉ được rồi nha cả nhà. Thoát cảnh khô quẹt rồi. Cũng coi là như là may mắn rồi cả nhà ha. Đây, con này. Con này có cỡ nửa ký ha. Cỡ đó.
Rồi, một con. Quá to. Cái này sốt cà cũng ngon. Cái này nó béo, nó chiên xù cũng ngon. Thôi bữa nay em làm món muối ớt đi. Nướng muối ớt đi. Nghe thấy thèm không? Nhiêu đây nướng ăn đã không? Con này cũng nuôi. Giờ này nước nhiều nên nó ú rồi hả con? Nướng muối ớt cho giống bên Thái Lan hả? Ủa Thái Lan có nướng muối ớt rồi hả? Bữa đó coi đó. Dạ. Ướp muối hột đó với ớt. Xong rồi nướng. Mà cá bự kìa mới ngon. Cần gì? Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã đến với channel của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo cả nhà. Hy vọng tới đây có tiền sẽ mua tặng một cây chè mới cho em mới được. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Đi với em là lúc nào cũng may mắn nữa cả nhà ơi. Chỉ cần về chè thôi là đủ một buổi ăn à. Là mình lại về thôi. Bữa sau mình lại đi tiếp cả nhà.